Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 31 tháng 1 năm 2021. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến mới rất nhiều những dòng hàng lan đẹp, hàng đang nụ hoa Tết để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, em có bạch ngọc đuôi công này ạ. Bạch ngọc đuôi công đây cô chú anh chị nhá, hàng thời điểm hiện tại bắt đầu là có hoa có nụ như vậy này. Đó. Thì nói chung là cái hàng này thì cây tầm mùa này thì nụ nó cũng rất là lớn như thế này rồi, nên là vận chuyển đóng gói ở trên rừng về nó hỏng nụ rất là nhiều, chủ yếu em bán hàng giống thôi ạ. 300.000 cho 1 kg bạch ngọc đuôi công ạ. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan tóc tiên. Tóc tiên thì cô chú anh chị thấy là hàng tóc tiên của vùng Cao Bằng bên em thì nó dài, mướt, rất là đẹp luôn. Mỗi một nhánh nó có thể cho 2 chùm bông hoa nhá, cánh trắng với cái họng đỏ rất là đẹp. Tóc tiên 150.000 cho 1 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây là dòng phi điệp vàng này. Cô chú anh chị có thể thấy là hàng bên em thì đã chọn và lọc rất là kỹ luôn những cái mầm hoa, những cái mầm tơ xanh mướt luôn ạ. Em bán 120.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây là dòng long tu xuân. Cô chú anh chị có thể thấy là dòng long tu xuân mượt mà và rất là đẹp luôn. Long tu xuân em bán với giá là 220.000 cho 1 kg nhé. Và bên này đây là dòng lan kiếm hồng hoàng ạ, với giá là 80.000 cho 1 kg thôi. Tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan long tu đá. Dòng long tu đá hoa đông long tu đá nhé, thân cũng căng mướt như vậy đấy ạ. Em bán 110.000 cho 1 kg thôi. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan đùi gà. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng, hàng hiện tại thì đang chi chít là nụ luôn cô chú anh chị này. Thân thì nhìn giống với cả gà dẹt, tuy nhiên khi sổ hoa thì mắt nhung đen tuyệt vời, rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Gà tròn của vùng Cao Bằng ạ, hàng xanh mướt như vậy đấy ạ. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp. Cô chú anh chị thấy có thể nhìn giúp em là cũng đã có rất là nhiều cây đang sưng mắt nụ rất là lớn rồi. Và hàng xanh đẹp như vậy cô chú anh chị nhé, cũng có những cái rễ rất là lớn ạ, những rễ rất là lớn. Mà rễ lớn không phải là nhiều thân già hay là xấu, mà rễ lớn cũng xanh mướt như vậy đấy ạ. Em bán đều đồng giá thôi là 120.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị muốn lấy rễ lớn rễ nhỏ đều được nhé. Và bên này là dòng lan sơn thủy tiên. Cô chú anh chị thấy là sơn thủy tiên so với cả hoàng lạp thì giả hình rất là giống nhau. Tuy nhiên thì em thấy là sơn thủy tiên lá tròn hơn, dày hơn và nhiều lá hơn so với cả hoàng lạp đấy ạ. Và hoa của nó sẽ cánh dày hơn nhé cô chú anh chị nhé, bông cũng dày hơn. Em bán sơn thủy tiên này với giá là 180.000 cho 1 kg. Hoàng thảo vảy rồng, những cái rễ vảy rồng rất là xinh luôn ạ. Em bán vảy rồng với giá là 120.000 cho 1 kg nhé. Tiếp sang bên này đây là dòng lan ngọc thạch ba màu hàng Bắc ạ. Hiện tại ngọc thạch ba màu Bắc này cũng đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây, em có dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc cũng đang chi chít là nụ ạ. Và tầm mùa đang xuống lá, thân lá thì không đẹp nhưng chắc chắn hứa hẹn một điều, cô chú anh chị sẽ được ngắm một mùa hoa rực rỡ nhé. Và cũng là cái thời điểm để cô chú anh chị có thể chuẩn bị chăm mầm, những cái mầm tơ mới chuẩn bị nứt ạ. Em bán chuỗi ngọc với giá 190.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây thì em còn có một cái lô kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng đấy ạ. Một lô này này, em bán bình thường em bán 200.000 1 kg. Thì cái chỗ này đủ cô chú anh chị làm một giò đẹp luôn, có cây dài cây ngắn. Cái lô này em bán với giá là 70.000 cho lô này đi ạ. Và đây là dòng đùi gà dẹt nhá. Cô chú anh chị nhìn thấy là hàng vẫn còn rất là xanh lá. Tuy nhiên thì so với những cái hàng ban đầu ấy thì nó không được đẹp bằng rồi ạ. Gà dẹt thì em bán với giá là 150.000 cho 1 kg thôi. Và bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo thập hoa, 130.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. Hàng cũng đã xuống hết lá rồi, chuẩn bị chờ hoa. Và bên này là dòng lan hoàng thảo kèn này. Hoàng thảo kèn cũng đang nhú nụ hết rồi đấy ạ. Và mầm gốc cũng đang bắt đầu là bật nhá, đang bật mầm gốc. Cái dòng hoàng thảo kèn này em bán với giá là 660.000 cho 1 kg hoàng thảo kèn. Và bên này là dòng lan hạ cái gì nhỉ? Hoàng thảo vôi Bắc.
Hàng này thì chủ yếu là hàng giống thôi, và bôi bắc thì hàng rừng nên là nó nhiều thân già, cô chú anh chị này. Đó, và mầm gốc thì cũng đang chuẩn bị là nứt mầm gốc rồi đấy. Vôi bắc này thì nó nhiều thân già, tuy nhiên từ thân già cô chú anh chị vẫn có thể tách để nó đẻ mầm con nhé. Em bán vôi bắc này với giá là 250.000 cho 1 kg ạ. Giáng hương đuôi sóc này. Giáng hương đuôi sóc thì cây khá là lớn đấy, cái lô đuôi sóc này này. Tuy nhiên thì nó không phải là cây xếp đẹp lắm thôi, nên hàng này em sẽ thanh lý bán 100.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây thì hôm nay em vừa cập bến mới cái dòng lan để cô chú anh chị mình chơi hoa Tết. Đó chính là dòng lan rồng đỏ nhá, dòng địa lan rồng đỏ với cái sắc hoa đỏ thắm hoặc là hồng rất là đẹp luôn. Nói chung là những cái chậu rồng đỏ này này thì em thấy là có những cái chậu thì cái hoa của nó là màu đỏ hồng, có những cây thì màu đỏ đậm rất là đẹp luôn. Thì cái hàng này thì cũng mặt hoa sổ số thôi cô chú anh chị này. Đây là một cái chậu mà nó đã sổ hoa rồi như vậy này. Cánh hoa rất là dày cô chú anh chị nhá. Cánh hoa rất là dày luôn đấy ạ. Và hàng thì chi chít là nụ luôn như thế này cô chú anh chị này. Thì hàng này thì em xin phép được bán như sau theo ngồng hoa. Thì em sẽ bán nhá, những chậu màu nào mà có 5 ngồng hoa thì em sẽ bán với giá là 320.000 cho một chậu 5 ngồng hoa nhá. Chậu nào mà có 6 ngồng hoa giá sẽ là 340.000 cho một chậu 6 ngồng hoa. Chậu có 7 ngồng hoa thì giá sẽ là 360, mà chậu có 8 ngồng hoa sẽ là 380 của chú anh chị nhé. Mà chậu nào, nói chung là chậu từ 5 ngồng hoa trở lên thì khi mà sổ hoa thì cũng đã quá là tuyệt vời rồi. Đó, quá là tuyệt vời luôn rồi cô chú anh chị này. Đó, nhìn tất cả những cái chậu này thì đều chi chít là nụ như thế này, rất là đẹp luôn. Hoa cánh dày và cái độ bền của dòng này thì nó cũng sẽ là trên 2 tháng, không kém cạnh gì dòng địa lan Sato nhá. Đó, những chậu chi chít là nụ luôn ạ. Hàng thực sự quá là mê luôn, quá là đẹp như vậy. Dòng lan rồng đỏ, dòng tượng trưng cho hoa, tượng trưng cho tài lộc. À, những cái bông hoa này thì lại sắc đỏ hồng này cô chú anh chị này. Đó, đang bắt đầu là hé nở, cô chú anh chị thấy sắc hồng cũng rất là đẹp. Hoặc là cũng có những cái chậu là sắc hoa nó sẽ đỏ đậm như thế này. Đấy. Nói chung là cái hàng này thì mặt hoa nó sổ số thôi cô chú anh chị ạ. Tại vì những lô trước thì, tại vì hàng bây giờ nó đang nụ mà. Là mình nhìn là mình sẽ không biết là có cây nào sẽ đỏ đậm hoặc là cây nào sẽ đỏ hồng, đỏ nhạt hơn đâu cô chú anh chị nhá. Thì em đều bán đồng giá như vậy đấy ạ. Đó, lô hàng quá đẹp luôn, chi chít là nụ quá đỉnh, quá đẹp như vậy. Và bên này là những cái chậu đai châu này. Đai châu hàng đang có từ 1 cho đến 2 nụ. Đó, thì bình thường hàng đai châu ấy, cây cũng còn đang có khoảng tầm 3 cặp lá. Hàng bình thường đai châu em bán những cây như vậy 130. Hàng hôm nay thì em sẽ để lại với giá chỉ còn có 120 để giao lưu cùng cô chú anh chị nhé. Đây thì em có các màu, đó là màu bào sữa này, màu hồng phấn và màu cam nhé. Đây hiện tại hôm nay em còn có 3 màu sắc như vậy ạ. Và tiếp sang bên này đây thì cô chú anh chị nhìn cho em, đây là một cái lô hoa sẽ chuẩn Tết luôn. Cô chú anh chị nhìn thấy thì biết rồi ạ, sẽ chuẩn Tết cô chú anh chị nhé. Đấy, cô chú anh chị cứ nhìn nụ này cho em để phán xét đi ạ. Và đây là những cái chậu giả hạc chớp Mỹ nhá, cô chú anh chị nhá. Những cái chậu giả hạc chớp Mỹ. Dòng hàng này là hàng chuẩn ươm ki nên là sẽ chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị. Và mỗi một chậu như vậy đang chi chít là nụ như thế này. Chiều dài từ 60 cm trở lên ạ. Em xin phép được bán với giá là 280.000 cho một chậu nhá. Một chậu là một thân. Chiều dài từ 60 cm trở lên. Nói chung là gần như không có chậu nào 60 cm đâu, mà ít nhất phải dài từ 65 cm rồi. Và chi chít là nụ luôn. Hàng này thì không chỉ có bông hoa cánh tím chớp rất là độc đáo, mà hoa của nó cực kỳ là thơm ạ. Rất là thơm luôn cô chú anh chị nhé. Một dòng hàng đáng sưu tầm và rất là giá trị. Cô chú anh chị thấy là nhiều nơi người ta không bán dưới 300.000 cho một chậu luôn. Đấy là em khẳng định một điều là như vậy. Ở đây thì em bán 280.000 cho một chậu. Hàng nụ cực đẹp luôn như thế này. Và tiếp sang bên này thì em có dòng hài hương này cô chú anh chị này. Dân cũng vừa khai thác về đấy ạ. Hàng vừa được khai thác cô chú anh chị nhé. Dòng hài hương này thì em sẽ bán theo kg hoặc là bán theo hình để cô chú anh chị dễ dàng chọn cũng được. Hàng theo kg thì em sẽ bán sâu sâu như vậy ạ. Với giá là 1 triệu cho 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mình có thể mua theo hình. Thì ở đây em xin phép được giới thiệu những cái hình hài hương luôn ạ. Thì hình hài hương ở đây em có hình bắt đầu từ hình bao nhiêu nhỉ? Hình 40. Hình 40 có 6 cây này cô chú anh chị này. Đó, có 6 cây, một phần hái hương có 6 cây như vậy em bán 150.000 này. Phần 41 ạ. Có nguyên 2 rề luôn.
Viên hai dề hái hương này với giá 140.000, hình 42, 130.000, hình này có cũng có 4 cây, không phải 4 cây mà là 4 dề đấy ạ. Hình tiếp theo là hình số 43 có 2 dề này. 2 dề này 140 này, hình số 44 này, 1 này. 2 này, hình này có bao nhiêu cây? 6 cây. 6 cây 140 nhá. Hình tiếp theo hình số 45. 45 cũng 2 dề. À không phải 2 dề mà 3 dề. Hình này em bán với giá là 3 dề như vậy này. Đây. Đây ạ. Thì hình này em bán 160 ạ. Hình tiếp theo hình 46. Hình này có tất cả là 13 cây nhá. 13 cây to nhỏ nhỡ nhỡ xinh xinh. Đó, hình này thì em bán với giá là 110.000. Hình tiếp theo là hình 47. Hình 47 này thì em có tất cả là 14 cây cơ ạ. 14 cây, hình này 120 ạ. Hình tiếp theo là hình 48 này. Hình 48 này có đến 7 cây luôn cô chú anh chị nhá. 7 cây luôn, nói chung là cái hàng rừng ấy thì không tránh khỏi là những cái lá của nó, không biết là lá làm sao, cái hài hương này lá của nó cũng thơm luôn hay sao ấy. Hoa một trong ít những cái dòng lan mà vừa vừa bông hoa vừa cực kỳ là to mà lại rất là thơm nữa. Đó, nên là không biết là lá của nó thơm thơm hay không mà ở trên rừng là rất là bị nhiều sâu cắn như thế này. Cái hình này thì có 7 cây, em bán 130.000. Và bên này thì em còn có hai phần hái mốc hồng này. Hái mốc hồng nhá. Thì ở đây thì em chia ngẫu nhiên thôi. Có những cây đang nụ tròn vo vo luôn này, chắc nịch luôn, nụ chắc nịch luôn ạ. Nhìn cây bé như thế này thôi nhưng cực có võ đấy. Em bán mỗi một lô như thế này này. Một lô như thế này sẽ là 50.000 cho một cái lô lô hái mốc hồng nhá, quý chị nhá. Bình thường người ta bán lẻ mỗi một cây hái mốc hồng hàng nụ cũng 10.000 rồi. Đây hàng cả lô như vậy em bán ở với giá là 50.000. Thì ở đây thì cây nụ cây không nụ thì em cũng không biết, em cứ chia đều như vậy thôi. Còn bên này là hài trần liên này, hai phần hài trần liên, mỗi một phần rất là nhiều luôn đó. Duy nhất hai phần này thôi em bán 70.000 cho một phần, rất nhiều luôn cô chú anh chị nhá. Hoa cực kỳ là duyên dáng luôn, dòng hàng lan trần liên này này. Và tiếp sang bên này thì hôm nay em vừa cập bến một cái lô cát hàng đang nụ, phải nói cực kỳ là tươi và đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Có rất là nhiều màu sắc để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn đấy ạ. Ở đây thì bên nhà vườn người ta báo là có tất cả là 5 màu sắc. Thì ở đây cũng em cũng đã chọn ra được 5 cái màu sắc. Thứ nhất là màu đỏ. Màu đỏ hoa thơm lắm luôn cô chú anh chị này. Ở đây đang có một cái bông mà nở to khủng bố luôn. Đây là bắt đầu là chưa nở hết cô chú anh chị nhé. Bông hoa siêu to mà cực kỳ là thơm. Cái dòng cát hoa quá là thơm luôn cô chú anh ạ. Chị ạ. Cô chú anh chị về thử thưởng thức nhé. Dòng hoàng mà người ta nói rằng là nó là nữ hoàng của các loại lan đấy ạ. Có màu đỏ này cô chú anh chị này. Màu đỏ nhé. Tất cả hàng thì đều đang nụ này. Màu đỏ này. Màu trắng tím này. Màu trắng tím này. Có thể màu trắng hồng này. Màu trắng tím hoặc màu trắng vàng ở đây này. Không biết là màu gì nữa. Đấy, trắng tím này. Đây cũng trắng tím này. Cái màu này cũng là màu trắng tím. Màu này cũng trắng tím. Và màu này là màu gì, hồng hồng tím cô chú anh chị nhá. Bông này cũng đang nở này. Thì ở đây em chọn thì em chỉ thấy là có ba màu nó khác nhau như vậy thôi. Cái màu này cũng đang chuẩn bị nở này, nó cũng cái kiểu như thế này. À, trắng tím vàng pha lẫn nhau. Nói chung là cái màu thì nó cũng gần như nhau. Màu tím hồng này, rồi là trắng tím này, rồi là màu màu trắng vàng này. Đấy, trắng vàng này cô chú anh chị này. Thì ở đây thì nói chung là cô chú anh chị sở hữu cái mặt hoa nào thì cũng đều rất là đẹp. Và đặc biệt là hoa thì phải nói là cực kỳ là thơm. Chậu nào thì cũng đều đang nụ hết cô chú anh chị nhé. Chậu nào thì nó cũng đều đang nụ hết ạ. Đây ạ. Cái chậu này này. Thì hàng này thì về cô chú anh chị vừa thưởng thức hoa mà vừa để làm giống luôn cô chú anh chị nhé. Và tiếp theo đây sẽ là những cái chậu càng cua này. Những cái chậu hoa càng cua. Và với cái sắc hoa có thể màu hồng hoặc là màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ rực rỡ. Có nhiều màu sắc trên một cái chậu cô chú anh chị nhé. Mỗi một chậu như vậy thì nó sẽ có thể là có 3 màu sắc khác nhau. Và hàng hiện tại thì nó có cây thì đang nở hoa. Có cây thì đang nụ. Đó. Thì ở đây thì em xin phép được bán với giá là 80.000 cho một chậu càng cua này. Hàng này thì nó sẽ cho mình hoa quanh năm đấy cô chú anh chị ạ. Ví dụ như chậu này cô chú anh chị là thấy là những cái nụ rất là lớn này và nhiều nhỏ nụ nhỏ li ti khác nữa cô chú anh chị này. Tức là cái hàng này ấy, thì nó sẽ cho mình hoa quanh năm. Nó có rất là nhiều cái thân luôn đấy, như vậy đấy ạ. Rất là sum suê luôn nhá. Mà một chậu thì có 3 màu sắc hoa ở trên này. Đó, 3 màu sắc hoa trên này. Bông hoa của nó như những ngọn đuốc luôn. Em bán một chậu càng cua như vậy với giá là 80.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào lấy một cặp ấy thì em sẽ để với giá là 150.000 cho một cặp gồm 2 chậu cô chú anh chị nhé.
Em bán là 80.000 cho một chậu. Nếu mà cô chú anh chị nào lấy cả hai chậu ấy thì em xin nhắc lại là sẽ là 150.000 cho hai chậu nhá. Còn nếu mà lấy một chậu lẻ sẽ là 80 ạ. Đó, hoa thì rất là rực rỡ luôn. À, tiếp sang bên này đây là dòng lan trà đỏ, à, không phải dòng trà đỏ mà là dòng trà đỏ nhé. Cái dòng hoa mà nó tượng trưng cho sự thịnh vượng và sự tài lộc ạ. Và trà đỏ này, trà mi đỏ này này, cô chú anh chị này. Hàng này thì là những cái chậu này tất cả đều đã trồng thuần ở trong chậu nhé. Và tất cả những cái chậu này thì chiều cao nó sẽ khoảng tầm 80 cm nhỉ. Chiều cao tính từ dưới đáy chậu lên 80 cm. Tán tròn và rất là nhiều nụ luôn, cô chú anh chị này. Tán tròn rất là nhiều nụ. Và khi mà cô chú anh chị trồng mang về trồng ấy, nó sẽ phù hợp với tất cả mọi khí hậu nhé. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em một bông hoa nở sớm ạ. Một bông hoa nở sớm siêu to khổng lồ mà đẹp như là hoa nhựa luôn, cô chú anh chị này. Quá là đẹp rực rỡ như thế này nhá. Mà một cái cô chú anh chị tưởng tượng là một cái chậu mà nhiều nụ như thế này, khi mà nó sổ hoa đồng loạt thì nó đẹp kích cỡ nào. Thì một cái chậu như vậy, hàng này ấy, thì nó thường là sẽ nở hoa vào Tết và đầu xuân nhé cô chú anh chị. Đó. Thì hàng này cô chú anh chị vừa làm giống mà vừa được thưởng thức hoa Tết này, một mùa hoa rực rỡ luôn. Em bán một chậu trà đỏ như vậy chỉ với giá là 180.000 cho một chậu, chậu tán tròn và rất là nhiều nụ luôn ạ. Đó, cô chú anh chị cùng nhìn cho em nhé. Những chậu đẹp như thế này thì em thấy là đa số nhiều nơi người ta không bán dưới 250.000 luôn. Em khẳng định luôn nhé. Hoa đỏ, hoa nở rất là rực rỡ luôn. Cô chú anh chị nhìn cái bông hoa để trong lòng bàn tay của em thì biết ạ. Cái độ to của nó như thế nào nhé. Đấy là nó còn chưa nở xòe hết cỡ ạ. Cánh hoa xếp đều rất là đẹp luôn. Và tiếp sang bên này đây là em có những cái chậu trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ này thì hàng này thì bình thường là sẽ nở hoa Tết, nhưng mà những cái chậu này ấy, thì nụ nó vừa vừa xinh xinh như thế này thôi, như những hạt thóc thôi cô chú anh chị nhá, nụ đều tăm tắp luôn. Hàng này thì chắc là cô chú anh chị sẽ chơi vào đầu xuân ạ. Phải nói là hàng tất cả những cái chậu đều siêu nụ, đang nứt nụ rất là đều như thế này. Về cô chú anh chị không thưởng thức hoa Tết thì thưởng thức hoa đầu xuân thì cũng cũng tạo cái cảm giác rất là may mắn cho một năm mới, đúng không ạ? Được thưởng thức những cái bông hoa vào đầu năm mới thì cũng sẽ tạo cho cô chú anh chị cái cảm giác thực sự rất là phấn khích cho một 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 năm mới luôn. Em nghĩ là như vậy ạ. Thì cái chậu trầm rồng đỏ này em có chậu số 1 này. Chậu số 1 có 3 thân nhá. Em bán với giá là 400.000 thôi ạ, 400.000 thôi, chậu trầm rồng đỏ số 1 3 thân, nụ đều tăm tắp nhá. Đó, thì mỗi một chậu như vậy chỉ hơn hơn 100.000 thôi. Thì cô chú anh chị biết rằng là bình thường trước đây em bán trầm rồng đỏ ấy, không rơi dưới 200.000 cho một thân. Cô chú anh chị nhìn cái siêu nụ của nó đây ạ. Đó, bắt đầu từ dưới lên như thế này, cô chú anh chị nhìn này. Đó, thì cô chú anh chị nhìn thấy là tất cả đều hai bên là đều rất là nhiều nụ luôn. Chậu trầm rồng đỏ số 2, chậu này có hai thân lớn và hai thân ngắn này. Cô chú anh chị nhìn kỹ cho em nhé. Mầm gốc này, ôi, như cái cây này em thấy là lên đến 3 mầm gốc luôn. Đấy. Sang năm cô chú anh chị tưởng tượng là giò khổng lồ như thế nào. Đây, hiện tại em đã thấy là tất cả là có 5 mầm gốc rồi nhá. 5 mầm gốc đang lên rồi, cô chú anh chị nhìn này. Cái chậu này có tất cả là 4 thân ngắn dài. Em bán chậu này với giá 400.000 là chậu số 2. Tiếp theo, tất cả những cái chậu này là đều đang siêu nụ hết cô chú anh chị nhá. Nên cô chú anh chị yên tâm, em sẽ không quay rõ. Hình số 3 là 300.000 đây. 300.000 chậu này cũng hai thân nhá. Đều đang siêu nụ nhá. Và tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 này thì em có đây em có cũng 3 thân ạ. 3 thân hình số 4 này em bán 360.000 thôi, 360.000 thôi nhá. 3 thân nó ngắn. Hình tiếp theo là hình số 5, 420. 420 cái chậu này có 3 thân cao từ trên 40 cm trở lên hết đây này, nụ này rất là đẹp luôn. Đó. Và chậu tiếp theo là chậu số 6. Chậu số 6 này thì cũng 3 thân ạ, cũng 3 thân nhưng 3 thân này sẽ rất là cao và đẹp. Ba thân này rất là cao đẹp luôn, cho cô chú anh chị nào thích lấy những cái chậu cao này. Hình này em bán 500.000 cho chậu ba thân này. Tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 này có đến 4 thân nhá. Tổng là 4 thân ngắn dài ạ. Tất cả các cái thân này đều đang có nụ hết nhá. Đấy, không kể cả thân ngắn thân dài, không có thân nào không nứt nụ nhá. Cái chậu này em bán với giá 440.000. Tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 này thì em có ba chậu ba thân. Nụ cũng đều tăm tắp như những hạt thóc luôn. Đấy ạ, vừa rụt mà vừa nụ đều, hai bên rất là đẹp. Cái chậu này thì em xin phép được bán chậu này với giá là 420.000. Và tiếp theo là chậu số bao nhiêu nhỉ? Chậu số 9. Cái chậu số 9 này thì có tất cả là 3 thân nhá cô chú anh chị nhá. Hàng này chuẩn ươm ki hết đây cô chú anh chị này. Đây ạ, cũng đều đang rất là nhiều nụ luôn như thế này này. Đó, tất cả đều nụ rất là đẹp luôn như thế này nhá. Và chậu này thì em xin phép bán 420. Và chậu tiếp theo
là chậu số 10. Chậu số 10 này cũng là chậu 3 thân. Nhưng cái nụ của nó kìa, cô chú anh chị nhìn này, rất là đẹp luôn. Cái chậu này thì em xin phép được bán với giá là 420.000. Và chậu tiếp theo là chậu số 11. Chậu số 11 này có một thân dài và thêm một thân ngắn ở dưới này nữa, cô chú anh chị nhá. Thân ngắn ở dưới này cũng đang có nụ luôn đấy ạ. Và cái chậu này thì em xin phép được bán với giá 180.000 ạ. Và sang bên này là bảng dài hạc Pháp. Cái bảng dài hạc Pháp số 12. Bảng dài hạc Pháp số 12 này thì có 4 thân thôi ạ. Và cái thân lớn này thì nó đang bị gập rồi, tuy nhiên cô chú anh chị vẫn được ngắm hoa lên mầm bình thường. Cái chậu này bảng này em bán thanh lý đi 100.000 ạ. Và bảng số chậu số 13 140.000 cho bảng dài hạc Pháp này này. Hàng xuống hết lá rồi, nhiều thân nhé. Và bảng số 14 em cũng bán 140.000 ạ. Và tiếp theo hình 15 là em có cái chậu dài hạc hồng ngọc ạ. Dài hạc hồng ngọc 3 thân rất là đẹp luôn. Chắc chắn nó không làm cô chú anh chị thất vọng vì cái mặt hoa của nó. 3 thân căng mướt luôn, hình này em bán 1260 ạ. Hình tiếp theo là hình số 16 em bán 200.000. Và hình số 17 này cũng là dài hạc hồng ngọc nhé. Hình số 17 sum xuê lắm luôn, rất nhiều thân, 2, 4, 6 thân ạ. Tất cả hình này em bán 280 này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái bảng phi điệp tím của chú anh chị nhé. Những cái bảng phi điệp tím này, hàng hiện tại thì mỗi một bảng đều đang có ít nhất là một thân, một nụ. Ít nhất là mỗi một bảng đang có ít nhất là một nụ để cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa Tết hoặc hoa xuân tới nhé. Và cái dòng phi điệp tím này này thì đây là cái mặt hoa của nó. Nó đã từng là những cái bông hoa rất là đẹp được đi dự triển lãm và có giải trong những cái triển lãm về hoa lan cô chú anh chị nhé. Mặt bông rất là đẹp luôn. Đó. Thì ở đây thì em cái nhà vườn, nhiều nhà vườn cái hàng này ấy thì là những cái cây dài ấy, dài trên 60 cũng có. Tuy nhiên thì những cái thân dài trên 60 thì nhà vườn người ta bán cũng rất là đắt đỏ, tức là mỗi một thân người ta đã bán trên 120 rồi cơ. Đó, đấy là giá sỉ của chú anh chị nhá. Nhưng ở đây thì em bán lấy những cái thân mà nó dài dưới 60. Dài dưới 60 thì giá của nó rất là ưu đãi, mà cô chú anh chị vừa được ngắm hoa và được rất là hời về giống. Em có hàng này tất cả đều chuẩn ươm ki cho cô chú anh chị mình này. Đó, cô chú anh chị mình nhìn cho em nhé. Đều là hàng ươm ki nhá. Đây ạ, hàng ươm ki lên nhá. Hiện tại cây đang nụ và cũng đang mầm gốc rất là xinh. Thì em có bảng này gọi là em bảng số 18 nhá. Em gọi là bảng số bao nhiêu nhỉ? Bảng số 18 đúng rồi, hai thân siêu nụ luôn, siêu nụ luôn đấy ạ. Hai thân to nụ, đang nụ rất là đẹp luôn. Và nhiều thân con này, 2 4 4 thân con bên dưới này nữa, 5 thân con bên dưới này nữa. Cái bảng này, chậu này em xin phép được bán 260, quá xinh ạ. Là hình số 18 nhá. Đó, mình cứ lấy những bảng nó dài dưới 60. Dài dưới 60 nhưng cô chú anh chị vẫn được thưởng thức hoa và được làm giống. Giá nó rẻ như thế thì tội gì mà không lấy, đúng không ạ? Thì tội gì phải lấy những cái chậu bảng mà một thân dài 6 trên 60, mà giá của nó đã 100 hơn cho đến 200 một thân, đúng không? Bảng tiếp theo này, bảng tiếp theo này là bảng 19. Bảng 19 này thì em bán với giá là 200, cũng 260.000, 2, 4, 6 thân. Cũng hai thân đang nụ nhé, 260 ạ. Bảng tiếp theo bảng 20 này. Bảng 20 này thì em có tất cả là 4 thân, em cũng bán 260, 2, 3, 4, 5 thân ngắn dài đấy ạ, 260 cho bảng này, cũng 2 thân đang nụ. 2 thân đang nụ này cô chú anh chị này, nhưng mà nụ ít thôi, 3 thân đang nụ luôn ấy. Và tiếp theo là hình số 21, 2, 4, 6 thân. 6 thân này em bán hình này với giá là 270 ạ. Tiếp theo là hình số 22, trời ơi, hình 22. Một cái thân siêu nụ luôn ạ. Hình này có 2, 4, 5 thân. 5 thân một cái thân rất là nhiều nụ. Thân nụ này chắc là sẽ nở hoa vào thời điểm Tết ấy. Sẽ nở hoa vào thời điểm Tết ấy, chú anh chị. Và cái thân này cũng đang nụ này, nụ nhỏ hơn này. Còn có 3 thân còn lại chưa nụ nhá. Hình này em bán 270 ạ. Là hình số 22. Hình số 23 này, 2, 4, 6, 8, 9 thân luôn nhá. Hình này em bán với giá là 270.000 cho bảng này. Có thân này đang nụ, còn nhiều thân này chưa nụ. Mà cô chú anh chị cứ yên tâm là nó chưa nụ, nhưng mà nó sẽ nụ sau thôi. Tức là cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa sau thôi nhá. Cái bảng này em bán 270 cho hình số 23. Tiếp theo là hình 24. Hình 24 này cô chú anh chị này, một thân rất là dài. Thân này thì chắc phải dài đến tầm 60 chứ ạ. 2, 4, 5 thân tất cả nhá. Thân kia đang dài, nhiều nụ. Hình này em bán 270 ạ. Tiếp theo là em có cái hình số 25, 2, 4, 6, 7 thân ấy. 2, 4, 6 thân. Cũng đang bắt đầu là nứt nụ này. Thân lớn này đang nứt nụ nhé, cô chú anh chị nhé. Và những thân ngắn dưới này thì chưa có nụ. Bảng này em xin phép được bán với giá bao nhiêu nhỉ?
Bàng này em bán với giá 270. À cái thân này thì chắc là nó nặng quá hay sao, nó hơi gập phần này một tí, nhưng cô chú anh chị mình cứ yên tâm nhé, là vẫn được ngắm hoa và vẫn đang lên mầm bình thường đây ạ. Đó, bảng này 270 này. Tiếp theo hình 26. Ôi hình 26 nụ nó lớn quá đây cô chú anh chị này, cứ đặt xuống là nó nụ nó lại còn rụng ra như thế này nữa chứ. Là hàng mà cứ nụ như thế này thì nó rất là khó giữ luôn. Hình tiếp theo hình 26. Hình này có 1 2 3, 3 thân đang nụ này và có nhiều thân con là chưa nụ ở dưới này này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 thân nhỏ nữa. Hình này em bán với giá là 290.000 cho cái bảng này đấy ạ. Hình tiếp theo là hình số 27. Hình số 27 này, 2 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 thân. Thân này cũng đang nụ rất là xinh này, thân này cũng đang nụ này. Hình này em bán với giá 260 ạ. Tiếp theo là hình 28. Hình 28 có 5 thân tất cả của chú anh chị nhá, 5 thân tất cả đấy ạ. Có 3 thân đang thấy là có nhú nụ rồi. Hình này em bán 260 này. Tiếp theo hình 29, em cũng bán 260, 3 thân dài, 4 thân ngắn. 3 thân dài, 4 thân ngắn. Hình này thì chưa thấy nhú nụ, nhưng cô chú anh chị yên tâm là ít nhất là 3 cái thân này sẽ phải cho nụ nhá. Ít nhất 3 thân này phải cho nụ. Đấy là em đang nói ít nhất ạ. Hình này em bán với giá 260. Tiếp theo là hình số 30. Hình số 30, 280. Thân rất là đều, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân rất là đều. 7 thân đều này đều chưa có nụ, nhưng mà chắc chắn sang xuân sẽ rất là nhiều thân cho nụ. Hình này em bán 280. Tiếp theo là hình 31. Hình 31 có 4 thân dài thêm 2 thân ngắn dưới này nữa, thì 6 thân. Hình này thì em thấy là đang có 2 thân có nụ rồi, 3 thân có nụ rồi. Đó, mặc dù hơi ít nụ. Mặc dù các thân hơi ít nụ nhưng đang có 3 thân có nụ nhá. Hình này em bán 260.000. Tiếp theo là hình số 32. Hình số 32 có 2 này, 4 này. 2 4 6 7 thân. 7 thân thì em thấy là đang 2 thân ngắn này lại có nụ rồi. Thân này cũng đang nhú nụ nữa rồi đấy ạ. Đó. Hình này em bán 260 nhá. Tiếp theo là hình 33 này, 160.000. 160.000 cho 9 cây cáo tươi mướt mượt mượt như vậy, 160. Hình số 34 cũng 160, 160 cho hình cáo này này. Là căng mướt mượt mà luôn vì cô chú anh chị sang xuân rồi đấy ạ. Chuẩn bị đến mùa hoa giáng hương đuôi cáo rồi nhá. Hình này em bán 160, có 11 cây. Tiếp theo hình 35, phần cáo này có 13 cây. Hơi tóp lá, hình này em bán 150. Hình tiếp theo, hình số 36 cũng 15 cây, hình này em bán 150. Và hình tiếp theo là hình số 37, 11 cây. 11 cây ở hình này đầy đủ ngọn hết cô chú anh chị nhá. Hình này em bán với giá 11 cây 37, 11 cây 160. Hình 38 một cây trâu rất là đẹp. 2 4 cặp lá, cả cặp lá dưới nữa là thành 5 cặp lá rồi đấy ạ. Lá xếp rất là xinh như thế này này, bản lá to bự luôn. 180.000 cho cây trâu rừng này này. Hình số 39 là có 3 cây trâu này. Mỗi một cây tính 50.000 thôi. Tổng 3 cây này 150.000 ạ. Và bên này sẽ là em có những cái phần là gì nhỉ? Hàng thập hoa. Những cái rể thập hoa nhé, thập hoa của chú anh chị có thể mua theo hàng cân hoặc là mua theo phần này cũng được này. Hình thập hoa số 49, hình này có 2 rể ạ. 2 rể như thế này đủ cô chú anh chị làm một giò đẹp luôn. Phần này em chỉ bán bao nhiêu nhỉ? 50.000. À không, phần này em bán 60.000. Hình tiếp theo là hình số 50, hình này 70.000, có 2 rể, 3 rể. Đó, chỗ này 3 rể, em bán hình này với giá 70.000. Hình số 51 cũng 70.000. Chỗ này có 1 này, 2 này, 3, 4 rể. 4 rể này 70.000. Hình tiếp theo là hình số 52. Hình số 52 này có khá là nhiều dề đấy. Đây này. Một phần được rất là nhiều như thế này em cũng bán 70.000 ạ. Và tiếp theo là hình số 53. 53 này cũng 70.000. 70.000 cũng khá nhiều dề, một dề lớn với cả vài dề nhỏ nữa, 70.000 nhá. Tiếp theo là hình số 54 cũng 70.000 này. Đấy, một phần rất là nhiều luôn. Đó, có 70.000 thôi ạ. Cô chú anh chị cùng ngắm lại cho em. À, dòng lan rồng đỏ, hoa của rồng đỏ. À, ngoài ra thì em còn có thêm rất là nhiều những cái sản phẩm đặc sản của vùng Cao Bằng nhé. Trước tiên đó là cái em vẫn có cái gì nhỉ, cái lạp sườn của vùng Cao Bằng. Cái hàng đã được hun khói và vơi phơi khô và sẽ đóng trong cái túi hút chân không nhé. Em bán 330.000 cho 1 kg đặc sản của vùng Cao Bằng mà Tết nào người dân vùng Cao Bằng cũng gần như ai cũng có cho gia đình. À, trong gia đình. Và tiếp nữa đó là miến phia đén, em bán một túi như vậy với giá là 130.000 cho một túi. Cái hàng dòng miến phia đén này thì nó rất là đặc biệt, đấy là
ăn rất là thanh mát 100%, không có chất bảo quản và không sử dụng chất tẩy lọc cô chú anh chị nhé, hoàn toàn nguyên chất, rất là lành đối với sức khỏe luôn, rất là tốt đối với sức khỏe luôn. Cái miến phe lén này cô chú anh chị nấu thoải mái mà sợi miến nó không bị bở, không bị trương, mà ăn rất là thanh mát. Một túi như vậy 1 cân thì với giá là 130 này. Và miến án lại cũng là vùng Cao Bằng nhé, thì 110 cho một túi 1 kg. Và chè ô long, chè ô long của vùng Cao Bằng được trồng ở phe đén, được trồng ở phần vùng phe đén là cái vùng mà có khí hậu trên 1000m so với mực nước biển nhé, có độ cao trên 1000m, với thời tiết thì mát mẻ quanh năm và đặc biệt là mùa đông thì rất là lạnh giá. Cái cây chè này thì hoàn toàn là bón bằng những chất hữu cơ, rất là sạch sẽ, mà cô chú anh chị thử thưởng thức một lần, nước chè rất là xanh và thơm và rất là ngọt, ngọt nước, uống rất là tuyệt vời luôn, phải nói như vậy. Thì em cũng không phải là dân chuyên thưởng chè, nhưng mà uống chè này thì còn cảm thấy là cực kỳ là thích thú. Một túi như vậy với một nửa kg em bán 160.000 cô chú anh chị nhé, chè ô long. Và một cân sẽ là 320 ạ. Và măng lưỡi lợn một túi như vậy là một nửa cân 150.000 này. Sim khô 100.000 cho một túi này. Chuối táo mèo 100.000 cho một túi 1 kg. Và chuối hột nguyên quả với giá 130.000 cho một túi 1 kg. Măng sợi với giá là 145.000 cho một túi. Hà thủ ô đỏ với giá là 300.000 cho 1 kg. Hoàng tinh 200.000 cho 1 kg. Và rễ mú tần với giá 130.000 cho 1 kg này. Dâm dương hoắc một bọc như vậy với giá là 150.000 cho một túi, rất là nhiều. Và đặc biệt là em có đây, nấm hương, chứ em quên mất là giới thiệu cái nấm hương của vùng Cao Bằng đấy ạ. Một túi như thế này là một nửa cân được cực kỳ là nhiều luôn, 150.000 cho một túi nấm hương một nửa cân. Hoặc cô chú anh chị có thể lấy theo sâu, mỗi một sâu sẽ là 20.000 cô chú anh chị nhé. Và tiếp theo đây sẽ là tầm gửi cây chanh 230.000 trong 1 kg này, tầm gửi cây nghiến 190.000 và tầm gửi cây gạo đỏ là 210.000. Và em có cái chè giảo khổ lam, giảo khổ lam này là một hộp như vậy 60.000, có 20 túi lọc bên trong. Hoặc là cô chú anh chị lấy cả hộp như vậy có thể làm quà tặng, quà biếu, rất là lịch sự. Ở đây thì một hộp như vậy với 4 cái hộp bên trong như vậy nhá, em bán là 220.000 cho một hộp này. Em vẫn có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan đây ạ. Những cái loại phân bón nhá, các loại kích duy xanh, duy đỏ, rồi hùng nguyễn và chế phẩm AB, rồi là cái thuốc bón phân tan chậm, phân bón lá, rất là nhiều những cái chế phẩm. Và em vẫn có vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong 1 kg và rêu rừng là 50.000 trong 1 kg. Và đặc biệt là có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt ạ. Với giá em bán là 40.000 cho một lọ. Ở đây thì nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời, như là giảm đau rất là hiệu quả này, diệt khuẩn, làm sạch không khí nhé. Ngoài ra thì cái mùi hương của nó ấy, so với những cái loại dầu khác thì khi mà giảm đau, cô chú anh chị sử dụng để giảm đau chẳng hạn, thì cái mùi nó sẽ rất khó chịu hoặc là nóng rát, nhưng cái sản phẩm tinh dầu hồi này thì không làm cô chú anh chị khó chịu, mà cái mùi hương của nó thì sẽ tạo cho cô chú anh chị một cái cảm giác thư giãn rất là tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị có thể lên Google để biết về cái sản phẩm tinh dầu hồi này, 100% nguyên chất và sản phẩm từ địa phương bên Cao Bằng em luôn cô chú anh chị nhé. Một trong ít những cái vùng miền Cao Bằng, Lạng Sơn là một trong hai cái tỉnh thành mà có thời tiết trời ban cho cái thời tiết phải nói là rất là tuyệt vời để có thể trồng được một cái cây, loại cây giống đó là cây hồi, rất là quý giá về cái giá trị về cái mặt dược liệu, rất là nhiều tác dụng. Em bán 40.000 cho một cái lọ tinh dầu hồi này. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở Lan Rừng nhà em ạ. Xin phép dừng clip ở đây.